Cùng mì thứ đi đâu ăn đó à nha. Và hôm nay mì thứ thứ 11 sẽ cùng bạn về xã Đông Hưng Bề, ghé ngang ngã năm miệng ông Hoàng và chúng ta sẽ thử ăn cháy da các bạn nha. Ở Việt Nam chúng ta có một loại cây được ưu tiên trồng tại các khu vực linh thiêng, trong đình chùa, các khu di tích hoặc cổng làng, các khu sinh thái để lấy bóng mát. Và đó chính là cây đa. Cây đa có rất nhiều tên gọi khác nhau tùy theo vùng miền, nhưng tên phổ thông thì gọi là cây đa cổ thụ hay là cây đa trơn. Tên vùng miền thì gọi là cây đa đa, dây hải sơn, cây dông và ở miệt thứ thứ 11 thì gọi là cây da. Nguồn gốc của cây đa là ở châu Á, trong một khu vực rộng lớn từ Ấn Độ tới Myanmar, Thái Lan, Đông Nam Á và Malaysia. Biểu tượng đầu tiên của cây đa là sự trường tồn, sức sống dẻo dai. Ở nhiều nơi trên đất nước của chúng ta có những cây đa hàng trăm năm tuổi. Và ở miệt thứ cũng thế, cây đa mà chúng ta đang được nhìn thấy có tuổi đời hơn vài chục năm. Đây là cây đa thuộc giống đa lá trơn, có thân cao, tán rộng lá to. Người dân ở miệt thứ thì gọi đây là cây da. Ngoài lợi ích tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan thì cây đa còn có nhiều tác dụng khác nhau. Như rễ cây đa thì được sử dụng để làm thuốc điều trị nợ tiểu, hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan. Mọi người có thể sử dụng với liều lượng lá là cho khoảng 100-150g lá tươi với người lớn, sắc dưới dạng thuốc, liên tục từ 7-10 ngày. Vỏ và cành cây đa thì được dùng để ăn trầu. Dịch ép từ cây đa tươi thì được dùng để chữa bệnh kiết lỵ và tiêu chảy. Con quả của cây đa hay còn gọi là trái da thì theo những người lớn tuổi ở miền thứ cho biết, đây chính là món ăn ưa thích của bọn trẻ miền sông nước này. Ăn được không được, cô Sáu? Được. Mình ăn sao cô hả? Bẻ mình nhai mình ăn. Đơn giản thôi hả? Ừ. Thấy nó bẻ ăn hoài anh thích á. Bẻ bẻ ăn. Bẻ ăn. Ăn nha. Bây giờ ăn nha. Bà ba ăn chưa? Hồi hôm có ăn. Mấy đứa học sinh ăn này dữ dào rồi hết ăn rồi. Con em theo đâu? Con gọi tao biết tao mới nói chứ bộ. Nguy hiểm quá. Sao bà cảm giác sao bà? Chua chua chát chát vậy à. Đâu bà ăn ơi, bà ăn ơi. Bà ăn chưa? Ăn đã. Rồi bây giờ để con ăn thử. Ăn đi, người ta có ăn rồi không có chết đâu con ơi. Cái gì chụp ngày hoàng lo gì. Có gì không? Không ạ, ở bên ngoài thì ngọt ngọt bùi bùi. Nhưng mà nó giống trái sung quá. Giống y chang trái sung à. Rồi nếu mà như vậy thì mình ngâm ăn được. Sống là mình ngâm, sống là trái màu xanh đó cô. Con này trái màu vàng là mình ngâm được không? Ok cô, vẫn còn sống. Ủa, phải lột vỏ hả? Con ăn luôn vỏ nè. Sao cô? Chua chua chát chát hả? Như nhau hết hả? Chua chua chát chát. Ai ăn liên hệ em bán nha. Trái da hả cô? Đây là trái da. Trái da ở mình đây là Đông Hưng, Đông Hưng B. Miệu Ông Hoàng Đông Hưng B. Nhiều lắm rồi đó.